Mỗi đêm thi, sân khấu vòng giấu bạch luôn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ hệ thống âm thanh ánh sáng đến các chi tiết nhỏ nhất, nhằm giúp các thí sinh có thể tỏa sáng với phần trình diễn của mình. Vòng giấu mặt giọng hát Việt 2013 đã đi được hơn nửa chặng đường và vẫn chứng tỏ sức nóng của mình khi thu hút được một lượng lớn khán giả theo dõi chương trình. Cùng chờ đợi để theo dõi và bình luận, hãy xem họ nghĩ gì nhé! Chào bạn. Chào bạn. Bạn cho mình hỏi là bạn tên gì ạ? Mình tên An. Chào bạn An. Hôm nay mình thấy ở đây rất là đông kín rồi, không còn chỗ ngồi. Và bạn cũng là một trong những gương mặt rất là quan trọng ngày hôm nay. Tại vì hôm nay các thí sinh biểu diễn mà có tự tin hay không, một phần rất là lớn nhờ vào các bạn cổ vũ cho các thí sinh. Và không biết là hôm nay đến đây thì bạn có phải là một fan của một trong bốn vị huấn luyện viên không? Hay là bạn đến đây là để cổ vũ cho một thí sinh nào? Thực sự thì là cả hai. Bởi vì trong bốn huấn luyện viên á, thì mình rất là thích và ngưỡng mộ chị Mỹ Linh. Và mặt khác thì đến ủng hộ chị Mỹ Linh không thôi thì chưa đủ. Nhưng mà mình còn ủng hộ cho hai người bạn của mình cũng là thí sinh đã được lọt vào vòng giấu mặt của The Voice. Hy vọng sẽ hai bạn của mình sẽ được một trong bốn huấn luyện viên hoặc cả bốn người cùng chọn. Bạn có thường xuyên đi xem giọng hát Việt không? Thực sự đây là lần thứ gần như là 1000 mình đến với giọng hát Việt. Bởi vì mình đã gắn bó với giọng hát Việt từ những ngày đầu tiên của mùa thứ nhất. Và cách đây gần 1 năm và hiện giờ thì mình vẫn là một fan trung thành của giọng hát Việt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ theo chân phóng viên đồng hành Khổng Túc Quỳnh tìm hiểu thêm về những chuyên gia trang điểm, stylist, thợ làm tóc chuyên nghiệp. Họ đã làm như thế nào để biến hóa hàng trăm thí sinh trở nên xinh đẹp và tự tin hơn trên sân khấu mà không làm mất đi cái chất trong từng thí sinh? Không biết là đây là lần đầu tiên hay là đã là nhiều lần rồi anh trang điểm cho các thí sinh của giọng hát Việt. Vâng, xin chào khán giả. Lợi rất là vui và hân hạnh khi đây là lần đầu tiên được cộng tác với chương trình The Voice giọng hát Việt để trang điểm cho tất cả các thí sinh. Với cái số lượng thí sinh rất là đông, hơn 100 bạn, nhưng mà Lợi đã huy động toàn bộ ekip của mình để hỗ trợ cho các bạn thí sinh có một cái gương mặt thật là đẹp. Vì rất là nhiều thí sinh khác nhau, với những cái dòng nhạc rất là đa dạng, thì mỗi bạn thí sinh họ cũng muốn thể hiện một cái phong cách của mình khi mà bước lên sân khấu. Thì ngoài cái giọng hát thì họ cũng tập trung vào ngoại hình như là trang điểm, tóc rồi trang phục. Thì vấn đề trang điểm cũng rất là quan trọng. Trước khi mà bắt đầu trang điểm cho các bạn thì Lợi luôn luôn là muốn tìm hiểu là cái bạn đó thể hiện cái thể loại nhạc gì để mình có thể là tạo hình cho phù hợp với bạn khi mà bạn bước lên sân khấu, để góp phần cho bạn tỏa sáng hoặc là thật là đẹp khi mà tổng thể của mình trên sân khấu. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Phước Lợi rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Quỳnh. Vòng giấu mặt chỉ còn một đêm duy nhất. Các huấn luyện viên cũng căng thẳng và kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn những chiến binh cuối cùng. Là em có vấn đề khi hát các nốt của em chưa chuẩn đâu. Nó cứ non và nó chênh. Những bất ngờ đáng kinh ngạc nhất sắp xuất hiện. Hãy xoay âm bằng ý nghĩ về em. Hãy cho tình mình nụ hôn nồng say. Forever you stay. Okay. Em biết đâu, người ta cướp trước thì khỏi cướp sau. Khi mà chị đã cướp em như vậy, chị đâu có để em mất vào tay người khác nữa. Này phù thủy áo đen kia. Hãy cùng chờ đón những hiện tượng mới trong tập 5 của Vòng giấu mặt sẽ được phát sóng vào lúc 21:10 ngày 23 tháng 6 năm 2013 trên VTV3.